Chào các bạn, mời các bạn cùng vào bếp với Ngân nha. Hôm nay chúng ta sẽ nấu một cái món mà có thịt heo và trứng vịt. Dạ đúng rồi, đó là món thịt kho trứng, một món ăn mà không thể thiếu trong bữa cơm gia đình Việt ngày Tết. Nhưng mà hôm nay công thức của Ngân nó sẽ khác một chút xíu so với công thức truyền thống của các bà, các mẹ chúng ta đã từng nấu. Bây giờ chúng ta cùng điểm qua nguyên liệu nha. Chúng ta gồm có là thịt ba rọi. Tùy theo sở thích mà sẽ có các chị, các mẹ sẽ dùng thịt ba rọi mà có xương. Còn như ở đây thì Ngân đã dùng thịt ba rọi mà đã rút xương rồi. Ngân đã rửa sạch và cắt miếng vừa. Và chúng ta có trứng vịt. Các nguyên liệu gia vị khác như là tỏi với lại hành tím, băm nhuyễn. Nhà nào mình thích ăn cay the the thì mình sẽ bầm ớt thêm, và tùy theo số lượng nhiều ít để mà cái độ cay nó nhiều hơn. Và chúng ta có một ít bột ngọt. Không thể thiếu đó là đường. Nếu mà các mẹ kỹ tính hơn thì chúng ta có thể dùng đường phèn nha. Và một ít xíu muối. Và chúng ta có cả hạt nêm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng làm một cái đến với bước đầu tiên, tức là chúng ta sẽ ướp thịt nha. Bây giờ chúng ta sẽ cho đường, cho tỏi và hành băm vào. Sau khi cho tỏi và hành băm thì mình sẽ cho vào đường. Tiếp đến ta sẽ cho một ít xíu muối vào. Và đến tiếp đến là ớt băm. Chúng ta sẽ trộn đều lên. Sau khi trộn cho nó đều các gia vị rồi thì chúng ta sẽ đợi một chút để cho thịt được thấm với nguyên liệu. Sau khi thịt đã thấm và gia vị rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nấu nha. Mình sẽ cho thịt vào trong nồi để mà xào xăng. Khi bỏ vào để xào xăng thì chúng ta sẽ dàn trải cho các miếng thịt đều có thể áp lại với lại cái đáy nồi để nó sẽ chín đều. Và khi đây chúng ta sẽ lật qua một mặt thôi. Cái nào mà nó săn lên rồi mình lật qua như thế này để xem. Như vậy là nó hơi săn này, chúng ta sẽ đổi cái mặt này xuống. Một mặt đã săn, còn mặt còn sống ta lật lại. Lúc này Ngân đã nghe mùi thơm rồi nè các mẹ ơi. Khi mà các mặt của thịt đều đã được chín sơ rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ cho một cái nguyên liệu đặc biệt mà hồi nãy giờ Ngân chưa nhắc đến. Đó là nước ngọt có ga. Nước ngọt thì chúng ta sẽ cho sắp sắp với lại cái phần mặt của thịt, đừng có cho nhiều quá. Sau khi cho nước ngọt có ga thì chúng ta sẽ bắt đầu nêm nếm với nước mắm. Chúng ta cho một lượng vừa phải thôi nha. Thì ở đây Ngân sẽ cho 2 muỗng. Và bây giờ chúng ta sẽ chan đều nó ra, khuấy đều ra. Chúng ta sẽ khuấy đều cho gia vị được tan ra. Khi mà nước vừa rút xuống một ít đó, thì chúng ta sẽ cho cái phần trứng vịt mà lúc nãy mình đã luộc và bóc vỏ vào. Chúng ta tản đều nó ra để nó thấm đều hết. Bây giờ chúng ta sẽ đậy nắp nồi lại, nhưng mà Ngân có một cái tip nhỏ cho các mẹ, đó là
Khi mà mình đậy lại á thì mình sẽ gác một chiếc đũa như vậy để nó không bị hầm quá mà cũng không bị nguội quá. Đây, chúng ta sẽ giữ cái lửa này đến khi một chút nữa nó có mùi thơm hơn nữa. A few moments later. Khi nước mà sôi lên á thì chúng ta nên vớt bọt để cho cái nước dùng của mình lát nữa nó sẽ được trong hơn. Sau khi đã để lửa riu riu khoảng tầm 30 phút thì bây giờ thịt nó đã thấm và nó chín đều. Bây giờ chúng ta chỉ việc vớt ra bát để cùng nhau dùng thôi nha.